Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 1001 thủ thuật trên smartphone. Nếu như các bạn muốn có một bộ icon từ ký tự trên bàn phím như thời chúng ta sử dụng điện thoại 1280, hoặc là lấy ảnh của người yêu mình để làm hình ảnh bàn phím, hoặc là tự thiết kế cho mình một cái bàn phím riêng màu mè theo ý thích của mình, thì đây chính là cái thủ thuật dành cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta hãy vào App Store để tải một cái app tên là Laban. Nhớ là Laban chứ không phải là La Bàn nha. Sau khi tải được ứng dụng này về rồi, các bạn hãy vào nhanh. Và chúng ta sẽ có một số hướng dẫn thì chúng ta cứ bấm bỏ qua. Còn nếu như các bạn muốn kỹ thì có thể đọc từ từ, còn mình thì mình biết rồi cho nên là mình bấm bỏ qua. Chúng ta sẽ có một số thủ tục đăng nhập cơ bản giống như là khi các bạn sử dụng một số ứng dụng khác. Và đây là giao diện chính của ứng dụng này. Tuy nhiên là mình sẽ thoát ra để vào trực tiếp phần tin nhắn. Và chúng ta sẽ vào trực tiếp màn hình tin nhắn mới. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là điện thoại mình yêu cầu là phải cho phép truy cập. Đó, các bạn vào Laban Cây và chọn bàn phím. Sau đó cho phép truy cập đầy đủ, chọn cho phép. Sau đó thì mình cứ thoát ra và vào tiếp ứng dụng của mình. Sau khi bỏ qua một số thủ tục đăng nhập đơn giản giống như là một số ứng dụng khác thì chúng ta sẽ sở hữu hơn cả ngàn mẫu bàn phím có sẵn ở đây. Còn nếu như các bạn muốn tự thiết kế cái mẫu bàn phím cho mình thì các bạn cứ bấm vào dấu cộng này. Các bạn cứ chọn đổi hình nền và các bạn có thể bấm vào bất kỳ bức ảnh nào các bạn thích và muốn đó trở thành hình nền bàn phím của mình. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tự tạo chủ đề theo ý thích của mình. Ở đây ví dụ như là mình sẽ thích một cái chủ đề có sẵn ở đây và mình chọn vào bấm tải về. Để kiểm chứng lại thì mình sẽ quay lại cái phần tin nhắn của mình và bấm vào soạn tin nhắn mới. Đó, các bạn thấy không? Mình đã có được một cái bàn phím mới. Nice. Sau đó các bạn bấm vào nút mặt cười này thì các bạn thấy đó, mình sẽ có vô số cái emoji được làm từ những cái ký tự ở trên bàn phím. Và nó có biểu cảm từ vui tới buồn, tha hồ mà cho mình chọn lựa. Ngoài ra nó còn một số cái ký tự vui khác nữa, mà chắc cái này để các bạn tải về rồi khám phá ha. Tiếp đó thì mỗi khi mình muốn thay đổi ảnh nền thì mình cứ bấm vào đây, chọn vào nút cài đặt hoặc là chọn vào chiếc áo để chọn đổi ảnh nền hoặc tạo chủ đề mới. Vậy là quá đơn giản để các bạn có được một chiếc bàn phím thú vị theo ý thích của mình. Và nếu như các bạn thích cái thủ thuật này thì đừng quên like và subscribe cho kênh của chúng mình nha. Tụi mình sẽ quay trở lại với nhiều cái thủ thuật thú vị hơn. Tạm biệt các bạn.